Cô chào các con. Ở bài tập trang số 16 này, cô Hoàng Vân sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập với các nốt nhạc mới. Thì bây giờ trước tiên chúng ta sẽ học qua chỗ được ghi ký hiệu này nhé. Có 3 nốt nhạc mới xuất hiện này. La, si, đô và ký hiệu là A là nốt la, B là nốt si và C vẫn là nốt đô. Các con quan sát vị trí được viết ở khóa son nhé. Ở khóa pha thì vị trí này quen thuộc, đây là nốt đô trung tâm rồi lùi xuống là nốt si và nốt la, và ký hiệu cũng là ABC, chúng mình cũng đã học rồi. Vậy thì chúng ta quan sát kỹ ba vị trí nốt nhạc mới để chúng ta làm bài. Bài đầu tiên các con sẽ có yêu cầu là hãy viết ký hiệu tên nốt nhạc. Thế thì ở đây các con nhìn thấy rằng đây là khe 2 thì sẽ giống như nốt nhạc này ở khe 2. Như vậy chúng ta sẽ điền chữ A, tức là nốt la. Và cứ như vậy chúng ta làm những nốt sau cho đến hết cái dòng này nhé. Ở bài tiếp theo thì chúng ta sẽ có yêu cầu là viết những nốt nhạc mới này ở phía dưới. Thì đối với dòng đầu tiên này các con sẽ viết nốt la, dòng thứ hai các con viết nốt si, dòng thứ ba thì các con viết nốt đô ở vị trí khóa son, tức là ba nốt chúng ta vừa học ấy. Ở ô nhịp đầu tiên này thì whole note là chúng ta sẽ viết nốt la tròn, la trắng chấm, la trắng, la đen và ở đây là hai nốt la móc đơn. Tương tự cũng viết các dạng nốt như vậy ở phần nốt si và nốt đô nhé các con. Ở bài tiếp theo có phần transposing, nghĩa là các con sẽ dịch chuyển những nốt nhạc này. Bây giờ người ta cho một loại nốt và người ta bảo rằng là hãy viết những nốt nhạc này xuống một quãng 8, tức là thấp hơn một quãng ở khóa pha. Thế thì ở đây người ta viết nốt đô cao thì ở đây các con sẽ phải viết nốt đô ở khóa pha, tức là đô ở quãng thấp. Như thế nào là thấp hơn một quãng 8? Bây giờ các con nhìn lên trên đây, cô sẽ chỉ lại cho các con. Đây là nốt đô cao, thì đây là nốt đô trung tâm. Vậy nốt đô này mà dịch chuyển xuống cách viết nốt đô này thì được gọi là thấp hơn một quãng 8. Hoặc nốt nhạc này là nốt si dòng 3 chơi ở vị trí cao trên phím mà chúng ta lại chơi xuống vị trí si thấp này thì sẽ ứng với nốt si của khóa pha như thế này. Và nốt si này chuyển xuống nốt si này thì được gọi là thấp hơn một quãng 8. Và tương tự nốt la cũng vậy. Nốt la khóa son chơi ở đây và nốt la khóa pha chơi ở phía dưới nốt đô trung tâm. Vậy thì từ nốt la này mà chuyển xuống một quãng 8 thì sẽ chuyển sang nốt la này ở khóa pha. Thế cô giảng để các con hình dung ra và các con làm bài tập này nhé. Còn ở bài cuối cùng thì cũng là dịch chuyển nốt nhưng là hãy viết những nốt nhạc này lên cao hơn một quãng 8 trên khóa son nhé. Vậy thì bước đầu tiên là các con cần phải biết được là đây là nốt gì ở khóa pha. Sau đó chúng ta sẽ dịch chuyển cao lên một quãng đối với nốt nhạc ở khóa son. Thì đây là nốt la, thì ở đây người ta cũng ghi nốt la khóa son. Thế ở đây là nốt đô khóa pha. Thì cao một quãng 8 thì cũng sẽ là đô ở khóa son, là nằm ở vị trí khe 3. Ở đoạn này là si ở khóa pha. Thì si ở khóa son cao hơn một quãng thì nó là si ở dòng 3. Bài này là cũng hơi khó đối với các bạn dưới 6 tuổi. Còn bài này thì là khó hơn hẳn rồi. Đó. Thế thì đối với những bài khó như thế này thì khi cô hướng dẫn các con có thể nhờ bố mẹ hoặc là các con có thể nhờ người lớn chỉ dẫn thêm cho các con. Và nếu bạn nào mà chưa biết viết nốt nhạc thì chúng ta nhờ bố mẹ hoặc là người lớn viết hộ, mình sẽ trả lời như kiểu trả lời miệng thôi, sau đó là nhờ mọi người viết thì cũng là một cách để chúng ta hình dung và hiểu về bản nhạc này cũng như là phần lý thuyết mà chúng mình đã được học nhé. Cô chúc các con làm bài này thật là tốt và chúng ta có thể nhờ thầy cô của các con chấm bài cho các con hoặc cũng có thể gửi về
trung tâm của cô là trungtamhoangvan@gmail.com thì cô sẽ chấm bài cho các con nhé. Chào tạm biệt các con.